Sáng nay ngày 12 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 19 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, TIXCO, gây thất thoát 830 tỷ đồng. Đây là một trong năm đại án được Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng yêu cầu khẩn trương xét xử sơ thẩm trong năm 2021. Tổng cộng 19 bị can bị đưa ra xét xử, liên quan đến vụ án gây thiệt hại 830 tỷ đồng tại dự án gang thép Thái Nguyên. Có 5 người gồm Mai Văn Tinh, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam, VNS, Đậu Văn Hùng, cựu Tổng Giám đốc VNS, Trần Trọng Mừng, cựu Tổng Giám đốc TIXCO, Trần Văn Khâm, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc TIXCO, Ngô Sĩ Hán, cựu Phó Tổng Giám đốc, Trưởng ban quản lý dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2, TIXCO, bị đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. 5 bị can bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gồm Lê Phú Hưng, cựu thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Gang thép Việt Nam, Nguyễn Minh Xuân, Nguyễn Chí Dũng, Hoàng Ngọc Diệp, Đoàn Thu Trang, đều cựu thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam. Theo cáo trạng, dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Công ty Gang thép Thái Nguyên do Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên làm chủ đầu tư, Hội đồng Quản trị VNS là cấp quyết định đầu tư. Dự án với tổng mức đầu tư là hơn 3.800 tỷ đồng. Đơn vị trúng thầu là Tập đoàn Khoa học Công nghệ và Thương mại Luyện Kim Trung Quốc, MCC. Tháng 7 năm 2007, cựu Tổng Giám đốc TIXCO Trần Trọng Mừng ký hợp đồng với Tập đoàn Khoa học Công nghệ và Thương mại Luyện Kim Trung Quốc, MCC, thực hiện dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Công ty Gang thép Thái Nguyên. Giá trị hợp đồng là 160 triệu đô la Mỹ, khoảng hơn 3.680 tỷ đồng. Sau hơn 11 tháng khởi công xây dựng, MCC chưa hoàn thành thiết kế chi tiết các hạng mục, chưa lựa chọn và ký được hợp đồng với nhà thầu phụ, chưa triển khai thi công bất kỳ hạng mục nào của gói thầu. Dù dự án không tiến triển, MCC vẫn gửi nhiều văn bản đề nghị TIXCO kéo dài thời gian thực hiện dự án, đồng thời yêu cầu tổng chi phí cho hợp đồng đội lên thêm 138 triệu đô la Mỹ nữa. Cáo trạng chỉ rõ, trước sự chậm trễ của MCC, các bị can Trần Trọng Mừng, Mai Văn Tinh đã không xem xét, chỉ đạo dừng, chấm dứt hợp đồng, thu hồi tiền tạm ứng, tổ chức đấu thầu lại, mà chỉ đạo thực hiện các hành vi phạm pháp luật về đầu tư, vi phạm hợp đồng. Các bị can còn chỉ đạo cấp dưới yêu cầu các cá nhân có liên quan thuộc TIXCO và VNS, tổ chức, thực hiện việc điều chỉnh dự toán chi phí. Các bị can Lệ Phú Hưng, Nguyễn Minh Xuân đã không thực hiện hết trách nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị VNS khi cho ý kiến nhất trí với các tờ trình đề nghị phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư dự án, không có căn cứ, gây ra thiệt hại, hậu quả khiến dự án bị chậm tiến độ, phát sinh lãi vay, tăng chi phí đầu tư. Cáo trạng nhận định, các bị can đã làm thất thoát của nhà nước 830 tỷ đồng.